Một chiếc điện thoại tầm giá 5 triệu ngon nhất mà anh biết là một bộ test. Tôi tin dùng Techno Spark 20 Pro Plus. Với giá chưa đến 5 triệu, bạn sẽ có con chip mạnh mẽ, chiến được hầu hết các tựa game phổ biến hiện nay. 256GB bộ nhớ trong và RAM 8GB, có thể mở rộng, thả sức giải trí với màn hình trang viên, màn công 3D duy nhất trong tầm giá 5 triệu. Sử dụng cả ngày dài với dung lượng pin 5000 mAh và có sạc nhanh 33W. Dễ dàng trả góp 30 qua Shinhan, mua ngay tại Cellphone Net.